Bạn bè thế giới nể phục với mô hình vườn cây ao cá độc nhất giữa sa mạc Châu Phi của team Quang Linh. Xin chào các bạn thân mến đã quay trở lại với Tri Thức Việt. Các bạn ơi, Châu Phi là châu lục rộng lớn thứ 3 thế giới, nhưng lại là nơi nông nghiệp thì lạc hậu, nghèo đói và đầy rẫy bệnh dịch. Ấy thế mà nắng ấm Việt Nam đã làm cho vùng đất ấy bừng tỉnh, có sức sống mãnh liệt và phát triển nền kinh tế nông nghiệp dồi dào. Quang Linh ấp ủ dự án khủng đang được triển khai tại đây. Nó là nông trại người Việt tại Châu Phi với quy mô lớn chưa từng có. Tuy nhiên, để có được một trang trại tại đây, buộc Quang Linh phải giải quyết rất nhiều bài toán khó. Đó chính là kỹ thuật. Để giải quyết vấn đề không thể không nhắc tới trong nông nghiệp là nguồn nước tưới tiêu. Đội tình nguyện tìm mọi cách đưa nước suối dẫn về những ruộng đồng để phục vụ nông nghiệp. Và trời không phụ lòng người, sự thành công ngoài mong đợi của hệ thống dẫn nước cùng mô hình trồng rau sạch. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ dừng lại ở đó, nhưng nhiệt huyết của các chàng trai Việt Nam là chưa bao giờ ngừng. Quang Linh cùng anh em trong team nhanh trí tận dụng hệ thống kênh nước dài hàng chục cây số. Từ trên cao nhìn xuống nó giống hệt một con sông uốn lượn cực kỳ phù hợp để thả cá. Anh em Quang Linh đã ngồi lại bàn bạc với nhau về thử nghiệm dự án thả cá trên farm. Đây là một kế hoạch độc nhất vô nhị ở Châu Phi. Ngay cả Việt Nam ta cũng chỉ có thả cá ở ao hay quy hoạch vùng nước mặn, nhưng anh em team Quang Linh quyết tâm thả cá ở con kênh trải dài và rộng khắp này. Khác với Việt Nam, nếu bạn muốn mua cá giống, bạn chỉ cần đến ao của hộ dân và thu mua lại những con cá chỉ bé bằng 2 ngón tay. Ở mảnh đất xa xôi Châu Phi thì không có ai bán cá giống cả. Người dân nơi đây còn không có nước mà dùng, chứ nói gì đến nuôi cá. Thậm chí thịt cá còn được coi là món ăn hảo hạng bậc nhất ở nơi đây. Chính vì vậy, Linh Philip đã phải dành hẳn một ngày để đi bắt những con cá rô phi siêu to để về thả ở hệ thống kênh. Giọt mồ hôi rơi dưới cái nắng như đổ lửa của lục địa đen, nhưng Linh Philip cùng các anh em vẫn tất bật chèo thuyền giăng lưới. Linh Philip cùng tiếng reo hò khi bắt được cá lớn, báo hiệu một mẻ cá đầy ắp. Đặc biệt hơn, ở mảnh đất Châu Phi xa xôi ấy lại có những giống cá rất Việt Nam như rô phi, một giống cá ăn tạp và dễ nuôi vô cùng. Nhưng bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện của chú cá trê, giống cá đặc trưng của vùng nước ngọt Việt Nam, khiến các bạn Châu Phi ngạc nhiên đến nỗi gọi nó là thủy quái. Nói đến đây, ai ai cũng phải bất ngờ và hoảng hốt khi thấy những giống cá Việt Nam xuất hiện tại lục địa đen. Vâng, giống cá Việt Nam bơi qua biên giới và đến Châu Phi từ lúc nào không hay. Và khi có được giống cá, chàng trai Việt Nam đã nhanh chóng thả những chú cá lớn xuống mương nước, đã khiến người dân Châu Phi nô nức kéo nhau tới xem. Thậm chí họ còn ngạc nhiên đến tột độ khi không biết những chàng trai Việt Nam đang muốn làm gì. Ban đầu vì chưa hiểu rõ về việc nuôi cá và giống cá nào phù hợp với nguồn nước, nên Linh Philip chỉ dám thả cá rô phi vì được biết nó sẽ phù hợp với môi trường nước nơi đây. Những đàn cá thi nhau bơi trong làn nước trong xanh, hứa hẹn sẽ có hàng trăm, hàng tấn cá sẽ sinh ra từ con kênh khổng lồ này. Và đây có thể là địa điểm nuôi cá giống lý tưởng cho cả lục địa đen. Người dân nơi đây vừa có rau xanh, vừa có thịt cá. Thật là một bữa cơm hảo hạng ở Châu Phi. Sẽ có rất nhiều ao cá nữa sẽ được nhân lên tại mảnh đất Châu Phi. Trong tương lai, mô hình vườn rau ao cá của Việt Nam sẽ được nhân rộng một cách mạnh mẽ tại lục địa đen. Vâng, các bạn biết gì không? Đến Bắc Trưởng Thôn sau khi tới tham quan trang trại của team Quang Linh đã phải thốt lên rằng đây là đẹp cháu ạ. Angola chưa có ai làm được như này. Còn đó làm được như này thực sự quá đẹp, quá tuyệt vời. Bác sẽ phải học hỏi cách xây dựng hệ thống của cháu. Vừa nói, bác trưởng thôn còn vừa đo chiều rộng của kênh mương. Các bạn ạ, không chỉ vậy, bác còn ngỏ ý muốn được học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm của Quang Linh. Bác trưởng thôn còn hy vọng những đàn cá của Quang Linh sẽ nhanh chóng có cá giống để bán cho bản làng và giúp cho bà con có được mô hình trang trại như Quang Linh. Mặc dù team Quang Linh chỉ mới bắt đầu thả cá, nhưng có thể nói rằng mỗi bước đi của Quang Linh đều mang đến sự đổi khác mà không có ai từ trước đến nay làm được. Và giờ đây, mỗi khi nhắc đến Châu Phi sẽ không phải là hình ảnh những con người trông giống như bộ xương khô hay những cánh đồng khô nứt nẻ nữa, mà là những cánh đồng xanh ngắt toàn rau củ, những đồng lúa thẳng cánh cỏ bay hay sản lượng cá khổng lồ. Ai ai cũng biết rằng Quang Linh và team Châu Phi cần nhiều năm nữa để biến Châu Phi thành mảnh đất trù phú và là nơi người dân no đủ. Hình ảnh chàng trai trẻ Việt Nam dưới cái nắng cháy da cháy thịt nhưng vẫn nhiệt tình và tận tụy giúp người dân Châu Phi. Và mỗi ngày, team Quang Linh ở Châu Phi lại làm thêm được một cái mới. Một điều hay cho người dân nơi đây thì hành trình đưa Châu Phi thành nơi ai ai cũng hạnh phúc sẽ không còn xa. Khát vọng của Tim Quang Linh chưa bao giờ dừng lại. Anh hiểu lâu dài trồng rau, nuôi cá thì nó mới chỉ giải quyết cái đói, chưa thể giúp người dân rời xa cái nghèo. Quang Linh và những người bạn sau bao đêm dài trăn trở đã quyết định hướng dẫn họ cách bắt đầu là một vài con gà, con heo nhỏ. Sau đó phát triển đến cả trại gà, trại lợn, ở một số ngôi làng thì lựa chọn nuôi dê. Những người anh em trong đoàn thiện nguyện đã nhiệt tình giúp đỡ người dân từng cái nhỏ nhặt nhất, cách cho gia súc gia cầm ăn uống ra sao để phù hợp với từng giai đoạn phát triển và làm gì để phòng bệnh cho vật nuôi, từ cả trong cách vệ sinh chuồng trại để đàn gà khỏe mạnh, chóng lớn. Những điều đó đều xuất phát từ kinh nghiệm làm nông của những chàng trai Việt Nam. Mặc dù ở lại nơi xứ người gặp không ít khó khăn, nhưng mọi khó khăn sẽ qua đi. Bởi vì bạn trẻ trong nhóm tình nguyện Châu Phi với tinh thần đã nói là làm, và đã làm thì không được bỏ cuộc. Điều đó đã thắp lên ngọn lửa tự hào con người Việt với trái tim nhân hậu, thương người. Anh đã khiến bao trái tim người Việt Nam xúc động, tự hào và cảm thấy ấm áp. Các bạn ạ, những bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện của Quang Linh đã và đang phát huy sự tử tế, trí tuệ của người Việt Nam. Hơn nữa, con đường mà các anh chọn vô cùng ý nghĩa, nhưng cũng không ít chông gai và khó khăn. Nhưng trên tất cả, nụ cười vẫn nở trên đôi môi của các bạn trẻ. Và nụ cười ấy không chỉ là niềm vui của riêng bản thân nữa, mà nó còn chan chứa cảm xúc nghẹn ngào của những người dân Châu Phi khó khăn. Chúng ta hãy cùng ủng hộ nhóm tình nguyện Châu Phi bằng những lời động viên, khen ngợi và tiếng nói từ trái tim, tấm lòng cao thượng, chia sẻ yêu thương của con người Việt Nam gửi tới Châu Phi xa xôi. Mặc dù đã phải trải qua rất nhiều khó khăn khi giúp đỡ bà con ở nơi đây, nhưng những người Việt Nam rất tự hào vì đóng góp được một phần nhỏ bé của mình giúp đỡ người dân lục địa đen. Hiện tại, như các bạn đã biết, Quang Linh đang tập trung xây dựng trang trại có quy mô lớn của mình tại Bailundo. Theo nam YouTuber chia sẻ, trang trại này sẽ trồng nhiều loại nông sản quen thuộc như hành, ngô, dứa và chăn nuôi thêm dê, lợn. Trong một video, Quang Linh cho biết số tiền đầu tư cho trang trại sẽ vào khoảng hơn 2,3 tỷ đồng. Đây hoàn toàn là tiền cá nhân của Quang Linh tự tay bỏ ra để thực hiện dự án. Tương lai nơi đây sẽ trở thành một trang trại trù phú. Để có được thành công đó, bước đầu YouTuber 9X và team Châu Phi không tránh khỏi những khó khăn. Tuy nhiên, anh luôn rạng rỡ nụ cười khi đứng trước ống kính để truyền năng lượng tích cực tới mọi người. Hình ảnh con người Việt Nam dù ở nơi đâu vẫn luôn tương thân tương ái. Còn bạn nghĩ sao về dự án nuôi cá trên farm của team Quang Linh? Hãy chia sẻ ý kiến và bày tỏ quan điểm của mình với Tri Thức Việt ngay dưới phần bình luận video này nhé! Đặc biệt, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và nút chuông để không bỏ lỡ tin tức mới nhất về Việt Nam ở trên thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Tri Thức Việt!